vị và các đồng chí, cách đây đúng 70 năm, chiến dịch Việt Bắc Thu Đông được diễn ra từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 12 năm 1947. Đây là chiến dịch quân sự do quân đội Pháp thực hiện ở Việt Nam trong cuộc chiến tranh Đông Dương nhằm tiêu diệt lực lượng chủ lực và cơ quan đầu não kháng chiến của ta bằng chiến lược đánh nhanh, giải quyết nhanh. Đây cũng là chiến dịch phản công đầu tiên của bộ đội chủ lực trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp với những kỷ lục quân sự đặc biệt của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Việt Bắc là một liên khu nằm ở phía bắc của Bắc Bộ, địa hình chủ yếu là rừng núi, một phần trung du. Núi rừng Việt Bắc trùng điệp, địa hình hiểm trở, đường bộ và đường thủy ít và độc đạo. Phía đông bắc có đường số 4 chạy dọc theo biên giới Việt Trung từ Móng Cái đến Cao Bằng. Đường số 3 từ Hà Nội chạy lên giữa lòng chiến khu Việt Bắc, đi qua Thái Nguyên, lên Bắc Cạn và tới Cao Bằng. Đường số 2 từ Hà Nội lên Việt Trì, qua Phú Thọ, tới Tuyên Quang, Hà Giang. Đường thủy dọc sông Hồng lên ngã ba Việt Trì, rẽ theo sông Lô lên Tuyên Quang, rẽ theo sông Gâm tới Chiêm Hóa. Việt Bắc nó hội đủ các cái điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời là đây là một cái vùng rừng núi hiểm trở, có thể che giấu, có thể làm cái đất đứng chân rất an toàn cho các cơ quan trung ương. Địa lợi là cái vùng nó có rất nhiều cái đường đi lại, không chỉ đường thủy, đường bộ mà còn có các cái đường trong lòng dân, là người dân người ta giúp cho chúng ta. Nhân Hòa thì đây là cái vùng đất có cái truyền thống lịch sử, truyền thống yêu nước. Nhân dân thì là mang đậm cái tinh thần yêu nước chống ngoại xâm. Bắt đầu từ tháng 11 năm 1946, để bảo toàn lực lượng, các cơ quan trung ương đảng, chính phủ, mặt trận, bộ tổng chỉ huy lần lượt rời Hà Nội lên Việt Bắc để lãnh đạo, tổ chức kháng chiến lâu dài. Các binh công xưởng, xí nghiệp, nhà máy, gần 63.000 đồng bào miền xuôi và hàng vạn tấn máy móc, nguyên vật liệu được vận chuyển, sơ tán lên Việt Bắc để quân và dân ta vừa sản xuất vừa tiếp tục chiến đấu. Để hạn chế cái sức mạnh của kẻ thù thì chúng ta buộc phải tổ chức hay cần phải tổ chức những cái ATK. Đây là nơi tổ chức thực hiện những cái đường lối chủ trương kháng chiến của Đảng, những cái tác chiến của Bộ Tổng Tư lệnh, là nơi tổ chức cái chiến đấu để mà giữ gìn cái địa bàn của mình, bảo vệ địa bàn của mình, là nơi xây dựng dân quân du kích, và nơi đó là cái nguồn bổ sung cho bộ đội địa phương, và từ bộ đội địa phương lại chuyển dần thành bộ đội chủ lực. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, bộ đội ta công kích đồng loạt vào các vị trí quân Pháp, sau đó nhanh chóng chuyển sang bao vây, ghìm giữ quân địch ở Hà Nội và các thành phố, thị xã trên địa bàn cả nước. Bị sa lầy tại các thành phố, thị xã, thực dân Pháp xúc tiến việc chuẩn bị một cuộc tiến công lớn lên Việt Bắc, hòng tiêu diệt lực lượng chủ lực và cơ quan đầu não kháng chiến của ta bằng chiến lược đánh nhanh, giải quyết nhanh. Với trên 12.000 quân tinh nhuệ được trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại, quân Pháp hình thành hai gọng kìm lớn theo đường số 4, số 3, và phối hợp với cánh quân tiến theo sông Lô, sông Gâm nhằm bao vây chặt căn cứ Việt Bắc, đồng thời cho quân nhảy dù xuống trung tâm chiến khu, tiến hành càn quét, tìm diệt chủ lực và cơ quan đầu não kháng chiến của ta. Sa Lăng là một cái tướng mà được trải nghiệm, đã được đụng đầu với chúng ta từ khá sớm. Và vì vậy cho nên trong đầu của Sa Lăng đã có một cái suy nghĩ, mà đó là một cái định kiến của Sa Lăng cho cái quân đội của chúng ta là một cái quân đội mới được thành lập. Vũ khí và cái trang bị của quân đội của chúng ta là hết sức thô sơ. Ngày 7 tháng 10 năm 1947, quân Pháp nhảy dù xuống Bắc Cạn, mở đầu cuộc tiến công Việt Bắc. Chỉ một ngày sau, ngày 8 tháng 10, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi toàn thể đồng bào đoàn kết kháng chiến, ra sức giết giặc. Ngày 15 tháng 10 năm 1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp. Lúc bấy giờ, ngày đầu chúng ta chiến đấu với giặc thì lực lượng thì kém hơn địch, cho nên chủ yếu lúc bấy giờ là đánh nhỏ, tiêu hao là chủ yếu, chứ chưa có điều kiện để mà tiêu diệt địch, cho nên đánh địch theo kiểu tiêu hao.
Và trong chiến dịch này cái mục tiêu là địch thành quân, thì còn cái mục tiêu chiến đấu của ta là giam quân lại, không cho địch thành quân để đánh phá căn cứ. Thì cái nếu mà giam được quân là hoàn thành nhiệm vụ. Nghiên cứu thế lực của ta và địch trên chiến trường, Bộ Tổng Chỉ huy quyết định tập trung lực lượng đánh địch trên 3 mặt trận. Đánh mạnh ở mặt trận sông Lô, đường số 4 và đường số 3 nhằm phá vận tải tiếp tế địch, phục kích các đường rừng, đánh đường sông tại những căn cứ của địch luôn quấy rối, với những vị trí nhỏ thì bao vây tiêu diệt để phối hợp với Việt Bắc. Mỗi một loại hình chiến dịch đều có những cách đánh riêng. Tuy là chiến dịch phản công đầu tiên của bộ đội chủ lực, nhưng chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947 đã hội đủ các yếu tố và bộc lộ những nét nghệ thuật quân sự độc đáo, sáng tạo của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Về phía ta, trước khi Pháp mở cuộc tiến công, lực lượng quân đội ta trên toàn quốc mới có trên 10 vạn quân, biên chế thành 20 trung đoàn, có 2 trung đoàn 147 và 165 của bộ và nhiều tiểu đoàn độc lập của khu và của bộ. Trang bị thiếu thốn và không thống nhất, có gì dùng nấy. Trừ trung đoàn thủ đô và trung đoàn Lạng Sơn đã được thử thách qua chiến đấu, phần lớn các đơn vị còn lại chưa hề qua chiến đấu. Trình độ kỹ chiến thuật của bộ đội, trình độ tổ chức chỉ huy của cán bộ, tình hình trang bị của ta chưa cho phép tiến hành những trận đánh lớn để ngăn chặn địch. Ở một số địa phương và đặc biệt là những cái đơn vị vệ quốc quân của chúng ta vẫn có cái tư tưởng ham đánh trận địa, dàn quân ra để đánh trận địa với địch. Và vì vậy cho nên là có những trận bị tổn thất. Nhưng nhìn chung trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông thì chúng ta ít đánh kiểu dàn trận, chủ yếu là đánh du kích, đánh địch ở khắp mọi nơi bằng cái hình thức tập kích, phục kích, quấy rối để tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch. Các binh chủng pháo binh, công binh chưa được tổ chức thành đơn vị, phương tiện thông tin liên lạc và vận tải thiếu nhiều, chủ yếu là liên lạc chạy bộ, cung cấp tiếp tế hậu cần có nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào chính quyền và nhân dân địa phương. Bộ đội nhiều người bị sốt rét đã ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Thời kỳ này ta yếu hơn địch về mọi mặt, nhưng tinh thần chiến đấu, chịu đựng gian khổ hy sinh, dũng cảm của bộ đội ta thì được phát huy mạnh mẽ. Lúc bây giờ khó khăn vô cùng nhiều, là vì vừa mới ở miền xuôi lên miền ngược, sốt rét la liệt, kể cả sốt rét ác tính. Cứ mỗi lần nghe quân y đánh cái chuông thì biết là có một đồng chí đã qua đời. Thế đấy là những khó khăn, nhưng mà cái tinh thần thì rất lạc quan. Cho nên đêm nay rừng hoang sương muối, ngồi cạnh bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trăng treo. Cái bài thơ đầu súng trăng treo của Tín Hữu là rất nổi tiếng, là nó nói về cái tinh thần khó khăn gian khổ nhưng mà vẫn vượt qua, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Dòng sông Lô chảy đến một khúc giao ở tỉnh Tuyên Quang, do gặp phải dải núi bên bờ tả thuộc xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, núi cao chất ngất, dốc đứng như thành nên uốn dòng mạnh về bên hữu ngạn, là xã An Khang, huyện Yên Sơn, bãi bờ bằng phẳng. Khúc sông ấy có tên là Bến Bình Ca, nơi ra đời tiểu đoàn Bình Ca với những chiến công lừng lẫy. Còn nhớ cách đây 70 năm, ở mặt trận sông Lô Chiêm Hóa, địch vừa đổ bộ lên Bến Bình Ca thì bị quân đội ta bắn chìm một pháo thuyền địch. Tiếp đó, diệt hơn một tiểu đội giặc, lập chiến công đầu tiên trên sông Lô. Những trận đánh địa lôi, phục kích, bắn tỉa của quân đội ta làm cho quân đội Pháp không thể tiến theo các đường thủy, đường bộ, buộc chúng phải tiếp viện quân nhảy dù xuống Chiêm Hóa. Đoàn pháo binh cùng các binh đoàn chủ lực bắn chìm một số tàu chiến và cano của quân Pháp tại Đoan Hùng, Khoan Bộ, Khe Lau. Đường tiếp viện của quân Pháp từ Hà Nội lên bị cắt đứt. Ta phát huy được cái cuộc chiến tranh nhân dân, kết hợp là lực lượng chủ lực lượng dân quân du kích và nhân dân vũ trang để mà đánh địch ở tất cả vùng đồng bằng cũng như ở miền núi, ở các cái đô thị cũng như ở vùng nông thôn, đánh địch ở tất cả mọi nơi, chỗ nào cũng là mặt trận, chỗ nào địch cũng bị đánh. Vì thế cho nên là nó bị động và cuối cùng thì nó chịu thất bại. Dấu tích còn đây của một thời oanh liệt. Ở mặt trận đường số 4, các đại đội độc lập và quân dân du kích Cao Bằng, Lạng Sơn phục kích bắn tỉa trên đường địch hành quân, tiến công tiêu diệt địch tại Đông Khê, Thất Khê.
tiểu đoàn tập trung Lạng Sơn lợi dụng địa hình đánh trận phục kích xuất sắc, diệt 33 xe cơ giới, gần 300 tên địch tại Bông Lau, thu toàn bộ vũ khí. Đường số 4 thành con đường máu của thực dân Pháp. Tôi cho rằng là cái chỉ huy tác chiến lúc bấy giờ là đúng đắn, rất đúng đắn và rất khoa học. Vì mục tiêu của địch là hành quân, hợp quân lại và đánh nát cái căn cứ kháng chiến lúc bấy giờ. Thế mà chủ trương của trên là kiên quyết giam quân địch, cho không cho quân địch hợp quân. Địch có hợp được quân đâu, nhưng hai cánh quân Đông Tây không hợp được. Ở mặt trận đường số 3, tự vệ quân giới phối hợp với dân quân dân tộc ít người đánh quân Pháp đi lẻ. Các tiểu đoàn tập trung thuộc Bộ Tổng Chỉ huy và Bộ Chỉ huy Chiến khu 1 tập kích đánh địa lôi hàng trăm lính Pháp bị tiêu diệt trong công sự, cắt đứt đường tiếp viện của quân Pháp từ Cao Bằng xuống Bắc Cạn. Chúng ta thắng được cái chiến dịch này thì cái kế hoạch chiến lược của dân quân Pháp là nó định là đánh nhanh thắng nhanh để diệt nhanh cái lực lượng kháng chiến của ta, kết thúc cuộc chiến đấu châm lược thì nó đã bị thất bại. Và từ đấy thì Pháp đã chuyển chiến lược phải từ đánh nhanh thắng nhanh mà chuyển sang đánh lâu dài. Đấy là một bước lùi về chiến lược của thực dân Pháp, mà đấy cũng là một bước tiến chiến lược của kháng chiến của chúng ta. Ta đã phản công địch bằng tiến công, lấy tiến công làm hình thức tác chiến chủ yếu. Các lực lượng tham gia chiến dịch đã được sử dụng rất linh hoạt. Chiến tranh du kích đã được phát huy mạnh mẽ, rộng khắp và liên tục, làm cho địch bị tiêu hao mòn mỏi và bị động đối phó. Trong đó, nét nổi bật là ta đã chọn đúng thời cơ phản công, chọn đúng thời cơ đồng loạt tiến công khi địch bắt đầu rút quân, tổ chức và sử dụng lực lượng phản công hợp lý, đạt được hiệu suất chiến đấu và kết quả của chiến dịch. Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 là một sự kiểm nghiệm kể cả về đường lối của Đảng và đường lối quân sự và cái nghệ thuật tác chiến của quân đội nhân dân Việt Nam. Thì đây là những cái bài học hết sức là quý giá của chúng ta trong thắng lợi của Việt Bắc mà chúng ta tiếp tục vận dụng trong cái thời kỳ mới. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì vẫn phải là cái xây dựng cái nền quốc phòng toàn dân và cái thế trận chiến tranh nhân dân. Trong đó là lực lượng vũ trang phải làm nòng cốt và phải làm tốt. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 diễn ra và giành thắng lợi trong thời gian tương đối ngắn trong cuộc kháng chiến trường kỳ đã khẳng định đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn cùng nghệ thuật quân sự đặc sắc của Đảng ta. Trong đó, nổi bật là nghệ thuật xây dựng, tạo lập thế trận toàn dân đánh giặc rộng khắp, vững chắc ngay từ đầu và suốt quá trình chiến tranh. Đây cũng là một bài học thắng lợi được vận dụng trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho đất nước.